Hải Huy ra phỏng vấn trực tiếp giữa sân để phục vụ công tác tường thuật trực tiếp. Xin mời ba cầu thủ ghi bàn cho câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng nhận phần thưởng của FC Vĩnh Bảo. Mỗi cầu thủ nhận phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Xin mời ba cầu thủ ghi bàn thắng cho câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng về vị trí giữa sân ạ.